đâu phải là siêu nhân đâu. Sao chuyện gì cũng để một mình tôi gánh vác hết vậy? Tôi mệt mỏi quá rồi. Vy, Vy, Vy à? Vy. Ô ba, chị. Sao vậy? Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao có chuyện gì mà ba kêu con sao con không nghe vậy? Con có dạ mà. Thôi đi chị ơi. Trước khi mà ba chị kêu chị, tôi kêu quá trời mà chị im ru rồi, chị không có nghe gì hết á. Ủa, chị có kêu em hả? Ừ. Mà cuối cùng có chuyện gì mà ngồi thừ ra như vậy? Ê, đừng nói lần này nhà bị trộm nữa nha. Hay là nó không trộm mà nó cướp? Ê, nó cướp cái gì? Dạ? Nào giờ có ai khen mày có duyên chưa? Cũng ít lắm. Ê, hèn chi hay quá, tự nhiên cái đổ thừa nhà bị trộm. Nhà có ăn cướp là sao? Thì con chỉ lo xa thôi. Mày lo xa cho nó hay là mày trù nó? Y cục ha. Mà nè, ba nói thiệt à, thằng Tùng nó đi lâu quá thì ba cũng thấy lo nữa. Nhà tụi con toàn là ba con gái không à, đúng không? Rồi mà có chuyện gì xảy ra, ví dụ như là cháy nhà, cháy lớn quá rồi, cháy nhà, cháy. Tại mày đó mày ơi. Tại con. Mày nói chuyện cho tao liệu theo, tao nói chuyện xui không à. Chú. Ba. Ừ? Con quyết định rồi. Quyết định gì? Con sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ê, cái vụ này không có được nha. Ba không đồng ý nha. Sao? Nghe, nói gì thì nói, con phải coi lại. Rủi thằng Tùng nó lỡ lời với con rồi sao? Rủi như nó không hề có ý nói con là con ở trong nhà rồi sao? Ba. Hả? Ba hết nói con là vú em, giờ ba nói con là con ở của anh Tùng. Hả? Vậy là trong mắt ba, con là con ở của anh Tùng thiệt đúng không? Cái này là ý mày nói à, đừng có quy chụp ba đó. Thì con cũng có cảm nhận vậy nữa. Anh ở với con không phải vì tình yêu đâu. Anh muốn con ở lại để chăm sóc hai đứa nhỏ giùm cho ảnh thôi. Vậy giờ em tính sao? Hả? Giờ con tính sao đây? Con phải dứt khoát thôi. Con phải đi tìm một con đường khác. Con phải chứng minh cho anh thấy giá trị của mình. Đúng. Trời ơi. Xin lỗi chú Đức. Ơi, làm hết hồn à. Xin lỗi, con xin lỗi. Em làm vậy là đúng. Hoàn toàn đúng, chị ủng hộ cái quyết định này của em. Mình là phụ nữ mà, phải cho ông Tùng thấy giá trị của phụ nữ nằm ở đâu. Cho ông sáng mắt ra, ủa ông nghĩ là ông là ai? Tất cả mọi người đều phải cung phụng ông sao? Em làm vậy là đúng. Hay quá ha. Hai đứa tụi bay có điên không? Tụi bay có bất bình thường không? Nhất là mày á, mày ở trại nào mày ra mày nói tao nghe coi. Mày nói để cho tụi nó hàn gắn lại, mày không nói mày xúi cho tụi nó gian ra không hả? Kỳ cục mà. Điên khùng gì đâu. Đây là cái chuyện tình cảm, không phải là cái chuyện giỡn chơi. Nghe rõ chưa? Nhất là bay đó. Chuyện nhỏ mà xé ra cho to. Chú Đức, chuyện này mà chuyện nhỏ sao? Trời ơi, chú không cảm nhận được người ta coi thường con gái của chú. Như vậy chú không cảm thấy là tức tối mặt mình sao? Mặt gì được tức tối một mình. Chú ơi, thanh xuân của một người con gái nó ngắn lắm. Nó là ngắn ngủi lắm, chớp mắt một cái là qua. Vậy là chú chưa biết cái câu trend trên mạng bây giờ rồi. Sao? Thanh xuân như một tách trà, nhấp qua nhấp lại hết bạc. Tao cũng có câu đối đáp lại cái câu của mày nè. Mày nghe cho kỹ nha không? Có. Thanh xuân như một chén trà, nói năng bậy bạ, chọi cái thấy bà thanh xuân ở đó. Chuyện không làm cái gì mà xé là cho to. Trời chú ơi, chú hay quá, content chú hay quá. Thôi đứng đi. Con điên. Nói chung bây giờ là chị vẫn ủng hộ quyết định của em. Dù như thế nào chị vẫn ủng hộ quyết định của em. Ba à, cái vấn đề không phải là giận hờn nhau. Cái vấn đề ở chỗ là sự thất vọng. Ba có hiểu không? Đó, chú thấy không? Đó, thấy chưa? Thất vọng đúng không? Cảm thấy là mình hy vọng nhiều người đó, cuối cùng người đó đối xử như vậy với mình. Hiện tại bây giờ đang có một phiếu thuận, một phiếu chống. Vậy thì chúng ta phải trưng cầu ý kiến thêm. Hai đứa, Việt Thi, Đào Đào, tới cô Linh biểu. Chắc từ nãy tới giờ hai con ngồi cũng nghe câu chuyện rồi đúng không?
hai đứa cũng đủ lớn để hiểu được vấn đề cô Vi và chú Tùng đang gặp phải, cũng đủ tuổi để có thể bầu cử trong cái công cuộc tình yêu này. Vậy bây giờ hai đứa nêu lên ý kiến của mình đi và đưa ra sự lựa chọn. Rồi, Việt Thi. Chị Vi, em nghĩ là chị nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề á. Em thấy chú Tùng yêu chị nhiều lắm, với lại chỉ là chú Tùng không biết cách cư xử làm sao cho đúng mực. Làm như mình rành lắm vậy á. Ba của tôi mà mấy người nói như ba của mấy người vậy đó. Ừ, thì tôi ở chung với ba mấy người còn hơn mấy người nữa mà. Thôi được rồi, thanh xuân như một tách trà, cãi qua cãi lại hết bà thanh xuân mấy đứa ơi. Quan trọng là bây giờ hai đứa phải cho ý kiến cụ thể như thế nào. Việt Thi, em thương chú Tùng lắm, em thương cả chị Vi nữa, cho nên em không ủng hộ đâu. Một phiếu trống. Đào Đào, ba của em thì em thương rồi đó, còn chị Vi thì em cũng thương, nhưng mà em tôn trọng quyết định của chị Vi. Một trống. Một thuận một trống, hai là quề quề. Vậy mình cần người biểu quyết thêm. Kêu nhân viên quán ra đi. Thôi mày, nhiều đó đủ rồi mày. Đây là cái chuyện tình cảm, tình yêu của người ta, chuyện gia đình của người ta. Ở ngoài mình không biết ất giáp gì hết á, đừng có xen vô. Nghe rõ không? Bản thân tao là cha đẻ của nó, tao còn không nói được cho ý kiến ở ngoài. Tất cả mọi chuyện này đều là do con. Đẹp và trẻ thì mình có rồi, bây giờ xài thêm son Zurica lại thấy tươi hơn hẳn luôn. Nhưng mà lo quá, không biết thanh xuân kéo lại được bao nhiêu. Khi đôi môi em còn đỏ mộng, anh muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim em còn trên đầu, suy nghĩ lắm chi em ơi. Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Lại gần hôn em sẽ để anh mặt trời. Lại gần hôn em, hay anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa. Tiểu thơ hát hay quá. Giọng tôi vậy mà hát hay cái gì? Hôm nay tôi bệnh á, chứ không thôi là tôi cũng hát hay lắm. Nhưng mà không, anh cũng hát hay thiệt nha. Tôi là tại vì tôi bị cuốn theo tiếng đàn của anh thôi. Thiệt ra thì nếu như mà tiểu thơ thích á, tôi có thể đàn hầu cho tiểu thơ tới sáng luôn cũng được nữa. Thôi kỳ lắm. Nhưng mà nói nghe nè, anh đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa được không? Anh gọi khác đi. Mỹ nhân. Thôi không mấy anh gọi là tiểu thơ đi. Tiểu thơ. Tiểu thơ cười đẹp quá. Nếu như anh thích thì tôi sẽ cười cho anh coi tới sáng luôn. Tùng ơi, lần này mày chết chắc rồi. Con Vi nó đã có một tráng sĩ mới theo đuổi nó. Ủa mà khoan nè, nãy giờ đứng cười hoài, tôi không biết anh là ai ha.
Thiệt ra tôi là đàn phục vụ văn nghệ cho quán nhậu á, cho nên là tôi có thể đàn hầu tiểu thơ tới sáng luôn cũng được. Tôi tính tiền giờ mà. Ha. Tiểu thơ hát đi, tiểu thơ hát đi. Tôi đàn cho tiểu thơ nha. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh.